Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại chiến Trung ương 6 bắt đầu, bình bong, che chắn, nội bộ bất ổn. Hội nghị Trung ương là kỳ họp thứ 6, cứ 6 tháng một lần. Nếu có vấn đề bất thường thì có những hội họp xem kẽ có thể giải quyết các vấn đề này. Đây là kỳ họp quy tụ toàn bộ các Trung ương Đảng và không thể thiếu các ủy viên Bộ Chính trị. Đây mới là kỳ họp chính quyết định kết quả của kỳ họp Quốc hội sau đó, hay nói đúng hơn, đây là kỳ họp sắp xếp nội dung cho Quốc hội gật như thế nào. Hội nghị Trung ương được báo chí đưa lên mặt báo rầm rộ với những kế hoạch về kinh tế ngắn hạn và dài hạn, những đổi thay trong điều luật đảng nếu có. Nhìn bên ngoài, trông có vẻ đây chỉ là một cuộc họp thông thường để bàn chuyện quốc gia đại sự. Tuy nhiên, ẩn sau bề mặt quốc gia đại sự ấy là chuyện chức tước đại sự. Hay nói theo cách nói dân dã thì đây là kìa ăn chia ngắn hạn. Ngắn hạn ở đây là 6 tháng, còn dài hạn là 5 năm. Khi kỳ đại hội đảng diễn ra thì đó là kỳ ăn chia dài hạn. Đây là hình ảnh Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc. Vào ngày 3 tháng 10, Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Theo những gì báo chí nhà nước loan tải thì kỳ họp này sẽ kéo dài trong một tuần làm việc. Trung ương thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Nội dung của kỳ họp này vẫn là những đề án vô nghĩa tốn tiền dân như chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Rồi thì nào là tổ chức nhiều hội thảo quốc gia lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy và nhiều cuộc tọa đàm chuyên sâu để lấy ý kiến rộng rãi. Rồi nào là tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Rồi đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là hình ảnh quang cảnh của cuộc họp. Rồi thì đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bao gồm đánh giá kết quả thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa về nội hàm bản chất của công nghiệp hóa, đề xuất khái quát về mô hình công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, rồi đề xuất khung tiêu chí đánh giá kết quả quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, rồi đề xuất quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ, giải pháp về công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những đề án như vậy được Đảng Cộng sản Việt Nam họp đi họp lại và nhắc đi nhắc lại đã khoảng 30 năm nay, nhưng hầu như mọi kết quả đều thất bại. Những nội dung đấy không quan trọng, mà quan trọng là những trận kịch chiến sau đó. Thời gian hội nghị kéo dài đến một tuần cho thấy có những vấn đề lớn cần giải quyết mà báo chí đã không nói ra. Vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ án IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vụ án Tân Hoàng Minh v.v. là những vụ án lớn đang được ông Tô Lâm cho đẩy mạnh điều tra trong những tháng qua để cung cấp cho ông Tổng Bí Thư một thứ công cụ lợi hại để triệt hạ đối thủ. Vụ án Việt Á thì liên quan đến người nhà ông Chủ tịch nước, liên quan đến trách nhiệm của ông Thủ tướng. Vụ IEC thì vi phạm những gói thầu trong ngành y tế có liên quan đến số phận của ông Thủ tướng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang làm chủ cuộc chơi. Sau hơn 2/3 thế kỷ, ông Hồ Chí Minh nêu khẩu hiệu rằng đoàn kết, đại đoàn kết. Nhưng cuối cùng hiện nay, Đảng Cộng sản họp nhau đang sống mái trong mỗi kỳ họp 6 tháng một lần. Tham nhũng thì tràn lan, tham nhũng thu hút các quan chức phải đấu với nhau để giành miếng ăn, và hiện nay người dân đã chứng kiến lò của Nguyễn Phú Trọng cháy quá lâu mà càng đốt thì tham nhũng càng bùng phát dữ dội hơn. Vì thế, lò ông Trọng không ý nghĩa gì về diệt tham nhũng mà chỉ là dùng để nấu đấu đá lẫn nhau, tranh ăn trên chính trường của Đảng. Và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay nội bộ đang bất ổn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ngày đầu tiên của đại chiến Trung ương 6, chảm ba ủy viên Trung ương Đảng, ba ủy viên Bộ Chính trị run rẩy. Trước khi hội nghị Trung ương 6 khai mạc, nhiều người đã cho rằng khoảng 2 ngày đầu là Trung ương Đảng bàn về những mục tiêu kinh tế chính trị hoang tưởng. Và khoảng 5 ngày sau đó là chiến nhau để giành ghế. Tuy nhiên, thực tế thì không phải như vậy.
chỉ mới ngày đầu tiên ông Tổng đã cho trảm 3 ủy viên Trung ương Đảng để thị uy. Đây được xem là đòn gió đang nhắm tới 3 nhân vật lớn trong Bộ Chính trị hiện nay. Sau phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 sáng ngày 3 tháng 10, thông qua Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng cho 3 ủy viên Trung ương Đảng đã lên đường. Đó là Nguyễn Thành Long, Bùi Nhật Quang, Huỳnh Tấn Việt. Đây là hình ảnh ông Trọng cho trảm 3 ủy viên Trung ương Đảng ngay ngày đầu hội nghị. Thông báo kết luận số 20 của Bộ Chính trị thì Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, tự nguyện xin từ chức. Sau khi kết luận số 20 ban ra mà ba nhân vật trên không tự nguyện từ chức, nên giờ đây ông Tổng Trọng phải ra tay. Cũng có người thì cho rằng ông Tổng cho ra kết luận 20 cho nó có vẻ nhân đạo, chứ thực ra ông biết quan chức của đảng ông không trọng danh dự và quyết bám ghế, dù biết có bám cũng sẽ bị phế truất. Ông Nguyễn Thành Phong dính sai phạm khi ông là chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vi phạm của ông Phong đã gây hậu quả nghiêm trọng và khó khắc phục, nhất là thất thoát rất lớn tài sản của nhà nước. Đây chính là tài sản của nhân dân. Còn ông Bùi Nhật Quang, 47 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 dự khuyết và 13, học hàm phó giáo sư, trình độ tiến sĩ kinh tế, hiện làm chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ông này được biết là chủ lò ấp tiến sĩ dởm mà mạng xã hội đã phản ánh trong rất nhiều năm qua. Nói chung là ông này làm đầu nậu bán bằng tiến sĩ cho các quan chức có nhu cầu. Ông Huỳnh Tấn Việt, cựu bí thư tỉnh ủy, bí thư đảng đoàn, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, vì gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước đã làm giảm sút uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương và cá nhân ông Việt, ông Hiến gây dư luận xấu bức xúc trong xã hội. Đây là hình ảnh ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hiện nay. Thực ra những ông này đã bị kỷ luật trước ngay khi khai mạc hội nghị trung ương lần thứ 6. Tuy nhiên ông Trọng muốn đem cả ba ra xử ngay ngày đầu khai mạc hội nghị, xem như là chiến thuật hù dọa đối với ba ủy viên Bộ Chính trị khác. Theo Thời báo .d được biết, ba ủy viên Bộ Chính trị rơi vào tầm ngắm hiện nay là ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và một nhân vật nữa, đó là ông Đinh Tiến Dũng. Vẫn như cách làm quen thuộc, trước khi ra đòn quyết định, ông Tổng phải dùng chiến thuật rung cây dọa khỉ để những nhân vật lớn kia sợ mà chấp nhận, bởi cho đến phút chót họ vẫn chưa thỏa thuận được với những nhân vật này rời khỏi ghế nên mới bày ra chiến thuật ngay trong kỳ hội nghị này. Chiến thuật rung cây dọa khỉ là mục đích trấn áp tinh thần đối thủ, làm cho đối thủ run sợ mà chấp nhận vào phút chót. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số ngòi bút có tiếng, thì các ủy viên Bộ Chính trị là những người rất dày dạn kinh nghiệm trên chính trường, nên không dễ để họ phải sợ. Họ chỉ sợ những chiêu trò trong bóng tối, chứ không sợ những công cụ có tính chất hợp pháp như điều lệ của Đảng hay pháp luật của nhà nước. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Luật chơi trong Bộ Chính trị khác với luật chơi tại Trung ương Đảng. Luật chơi cho tứ trụ cũng lại khác hơn với luật chơi trong Bộ Chính trị. Với ủy viên Trung ương Đảng thì Đảng dùng luật là quật được. Đó là luật của Đảng. Với ủy viên Chính trị thì với những người yếu bóng vía thì có thể dùng Đảng luật và luật pháp quật được. Tuy nhiên gặp người cứng cựa thì chỉ có thể dùng luật ngầm. Còn với tứ trụ thì chỉ có thể dùng luật ngầm. Đảng luật chỉ là công cụ để ngã giá chính trị, chứ khó mà quật được những người này.